xin chào cô chú anh chị mình nha buổi sáng ngày hôm nay á, thì em có lên sống cho anh chị mình là hai bò mẹ con bò cái nha cái bò đầu tiên này á, thì con bò con á, thì đầu trụi sái mặt sái lưng á, thì nó đóng nghiêm chỉnh nha anh chị bò, bò con này á, thì da thì rất là đậm nha Đó, bò con này em quan sát hai bên rồi nha da nó rất là đậm và nó không len giá nha anh chị về mặt yếm rúng vú và dò cẳng thì con bò này á, thì tình trạng là nghiêm chỉnh hết nha anh chị móng thì là móng sò nha không len giá nha anh chị Bò con này thì em có hỏi chủ nhà Thì bò con này thì nó gần 3 tháng nha anh chị Đó, Chiều cao thì con bò này là 8 tắc 7 nha Gần 3 tháng cao 8 tắc 7 Mỏ đen đầu trụi ha Vì đây là mẹ con bò cái Nên là anh chị mình đem về nuôi để lớn ha Mình để lại làm giống luôn nha anh chị Đó mẹ con bò cái ha Bò này thì rất là dễ nuôi nha anh chị Về anh chị mình có thể là dòng thả nha đó tại chủ trước người ta nuôi là chủ nhà vườn nha anh chị ta dòng thả nha đó còn đây là con bò mẹ nè hoa đen lớn nha anh chị bò mẹ này á, thì rúng vú là nghiêm chỉnh nè Dò cẳng đều hoàn thiện nha anh chị móng sò nha con bò mẹ này á, thì nói là mẫu bom bay có thùng dạo nha anh chị tại con bò này có thùng ha thùng bự to mặt mày đồ nghiêm chỉnh ha đó bò mẹ này á, thì ở trên cu thì nó có bị xà mau một tí nha anh chị đó có bị xà màu hen da nó hơi sùi sùi đen đen tí nha anh chị đó à, móng thì móng sò xương thì xương lớn nha cái mẫu con bò này thì nó là mẫu bông bay thùng nha anh chị tại thùng em quay anh chị ha đó em đứng ở chỗ này em quay anh chị thấy cái thùng bự ha đó thì con bò mẹ này thì nó đẻ được ba con rồi nha anh chị đẻ được ba con rồi nha đó thì con bò mẹ này thì anh chị mình mua về là để lại sinh sản luôn nha anh chị thì mẹ con này á, thì em sẽ báo giá cho anh chị mình nha Chỉ có 17 triệu anh chị 17 triệu nha Là anh chị mình mua được cái bộ mẹ con bò cái này Anh chị mình đem về nuôi ha Làm giống sinh sản anh chị Bò này á, thì em bao lồi lú cho anh chị mình nha Bao tặc lỗi cho anh chị mình là 6 tháng nha anh chị Đó về cô chú anh chị mình cứ yên tâm mình nuôi nha đó, bò này em bảo hành cho anh chị mình tặc lỗi 6 tháng lồi đơm cổ xạ cho anh chị mình nha. Đó, hoàn toàn nghiêm chỉnh hết nha anh chị con bò mẹ này á, thì nó là mẫu bom bombay có thùng dạo ha về anh chị mình nuôi là nó rất là dễ nuôi nha anh chị giá 17 triệu cho bò mẹ con đầu tiên nha còn đây là mẹ con số 2 ha mẹ con bò cái nha anh chị thì em quay trước cho anh chị mình coi về cái con bò con trước nha cái con bò con này á, thì rúng miếm đồ nó là kiểu mẫu nha anh chị đó để em quay qua đây cho anh chị mình coi kỹ ha tại nó đi qua đi lợn cũng hơi khó quay á, nhưng mà em sẽ quay cho anh chị mình coi để mình xem ha con bò con này thì đầu tiên đi anh chị thì sáng tết em kiểm tra rồi thì nó nghiêm chỉnh ha đó con bò này thì cái mẫu đẹp nó có cái gu bật to như là con bò đực ha con bò con này sau này anh chị nuôi lớn là để giống nuôi là cực kỳ đẹp nha anh chị cái mẫu đẹp ha đó thì về phần giò cẳng chân móng á thì con bò con này thì hoàn thiện ha có kiền khú đen giống mẹ chăn cẩn thì hoàn thiện móng sò nha anh chị bò này thì nó gần 5 tháng anh chị nó rất là mời ha tại vì con bò mẹ nó mát sữa nha anh chị nên là con nó bú là nó rất là mời bò nha đó thì anh chị mình thấy ha con bò con rất là ú nha anh chị uống mời anh chị bò con này thì em đo ngay số lưng thì nó cao là một m lẻ bốn ha bò con thì lông da đỏ đậm nha anh chị rất là đẹp bò nha yếm dậu đồ đẹp anh chị qua đen hết nha bò con này thì nó có một điểm mi nhỏ nha điểm mi thì nằm bên gần mắt mí nha anh chị còn đây là cái phần của cái con bò mẹ nè bò mẹ này thì rúng cũng y như cái con bò con ha nó cũng kiểu mẫu nha anh chị đó dò cẳng đồ hoàn thiện hết nha chăn cẳng đồ móng sò bò mẹ này thì nó cao tàn nha đó bò mẹ thì nó thuộc về bò tàng lớn nha anh chị nó cao là một m ba bò nha là em đo ngay sái lưng của cái con bò mẹ nha anh chị bò mẹ này á thì cái sái mặt á thì nó nằm trên ốt nha anh chị tại cái dòng bò này á thì nó cũng hơi lai like về bò rách man nha nên là sái mặt á thì nó sẽ nằm cao ha nó nằm ở trên ốt nha anh chị Sái lưng á thì nó đóng đúng nha đó mổ đen đồ hoàn thiện bò mẹ này á thì em có hỏi thăm á thì chủ nhà vườn á thì chủ nuôi á, thì chủ nói là con bò này á thì mới đẻ hai con nha và con bò mẹ này á, thì em coi răng á, thì con bò mẹ này nó rớt ba đầu răng nha anh chị nó vẫn còn răng nha rớt ba đầu răng mới đẻ hai con thì em cũng có hỏi thăm thêm á, thì bò mẹ này cái con số 2 này á là chủ nhà người ta nuôi là người ta có phối ra rồi nha con bò này á, thì chủ phối lại ba bơi được một tháng 18 ngày nha anh chị đó thì về cô chú anh chị mình nuôi á, thì mình canh thêm nha đó bò mẹ thì nó lớn con lắm nha anh chị và đặc biệt nó rất là mát sữa nha đó thì mẹ con này thì em bán cho anh chị mình đem về nuôi sinh sản lâu dài nên là em sẽ bảo hành tật lỗi cho anh chị mình là bao lồi đơm củ xạ cho anh chị mình là 6 tháng nha anh chị đó lập giấy bảo hành cho anh chị mình nha và mẹ con này em báo giá cho anh chị mình là 24 triệu còn cái bộ mẹ con cái đầu tiên ở đây á, là 17 triệu nha anh chị